chưa muốn ấn quay các bạn ạ. Ngu quá cả cháy. Gì này. Nãy quả lành rồi. Thử một lần rồi nhưng mà quên chưa ấn chưa ấn quay phim, thế là mất công bây giờ làm lại. Đây. Này cái đoạn này. Chín độ tám gì nè ạ, thử thứ hai máu hết đi. Ừ, cái này là dạ dạ so sánh giữa độ ngọt của Hà Zin và LDA nó khác nhau đấy ạ. Cái này chỉ có 19 độ 8 và cái này là 25,7 bit. Cái này rất là ngọt luôn. Quả này ngọt hơn quả hôm trước là 24, hôm nay là 25 độ 7. Rất là ngọt. Đáng chồng lắm đấy. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chiều nay mình vừa vặt hai quả, đây hai quả dâu tây dâu dài Đài Loan. Hôm nay mình sẽ thử xem là độ ngọt của nó so với sung Mỹ như thế nào nhé. Quả này là quả hàng Saint Martin này, Saint Martin nhé. Đấy. Đây. Chưa chín mấy đâu. Đây. Nhìn để biết này. Tại vì chín thì cái chỗ này nó phải mềm hơn. Đây, nó chưa chín mấy. Và đây là quả Purple Jordan này. Đây, mình thử quả này trước xem nào. Cho vào máy này. Bật máy lên. Đây. 19 độ 9 ạ. Đúng. 19 độ 9. Tiếp này. Tắt luôn đi. Nào. Chờ em lấy một cốc nước. Lau qua cho nó thật sạch. Vào. Bảo bố tự lấy đi, lấy cháo với cả lấy ấy. Lau thật sạch vào. Thấm qua nước nhá, nó được sạch. Sạch bóng ạ. Đấy. Tiếp theo nó đến quả này. Ấn start và đợi. Set Martin. Nào, cửa.
22,0. Tiếp tục tắt đi. Rồi thế này. Ăn luôn. Nó thật sạch ạ. Chấm một xíu nước. Chấm một xíu nước lau cho nó sạch. Đây nha, em thử luôn cái nước này của em này. Cái nước này của em này. Xem máy có chính xác không. Ấn start. Đấy, chuẩn luôn. Nước lọc, không có tí đường nào. Đấy, bây giờ em lại tắt máy đi. Đấy. Thấm. Đấy, thấm hết nước ở đây đi. Đây, cuối cùng là dâu Đài Loan á. Em thử xem nào. Đấy, ra là cu. Rồi. Chút nào. Đây, à. Trời đất ơi. Em thử luôn. Nó ngọt thế nhỉ? Mùi gì nhỉ? Mẹ ơi. Nó ngọt thế nhỉ? Mẹ. Mà mùi gì ấy? Mẹ ơi. Mùi thơm á. À. Mùi rất là thơm luôn. Đây, hôm nay thu hoạch quả này. Em thử cân cho một quả này mấy cân nhé. LDA gram. 28,1 gram. Quả LDA này là cái lứa quả đầu tiên khi mà em mang cây về nhé. Như hôm qua là em test đấy, 25,7 độ đường.